Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 3 Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3 tập 2 bài 97 Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 Đầu tiên, mời các em làm bài tập số 1 tính Chúng ta có phép tính thứ nhất là 4.268 Cộng với 3.917 bằng bao nhiêu? Các em nhớ là cộng từ bên phải sang bên trái Tức là đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị trước ở hàng đơn vị chúng ta có 8 cộng 7 bằng 15 Viết 5 nhớ 1 Tiếp theo là đến hàng chục 6 cộng 1 bằng 7 Thêm 1 là 8 viết 8 Tiếp tục 2 cộng 9 bằng 11 Viết 1 nhớ 1 Và cuối cùng là 4 cộng 3 bằng 7 Thêm 1 là 8 viết 8 Như vậy kết quả của phép tính bằng 8185 Sang phép tính thứ hai 3845 cộng với 2625 bằng bao nhiêu? Các em cộng từ phải sang trái. Đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị trước. 5 cộng 5 bằng 10, viết không như 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 là 7, viết 7. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 như 1. 3 cộng 2 bằng 5 Thêm 1 là 6 Viết 6 Như vậy kết quả bằng 6470 Sang phép tính thứ 3 6690 Cộng với 1034 Bằng bao nhiêu Các em cộng từ phải sang trái Đầu tiên các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị 0 cộng 4 Bằng 4 Viết 4 9 cộng 3 bằng 12 Viết 2 như 1, 6 cộng 0 bằng 6, thêm 1 là 7 viết 7. 6 cộng 1 bằng 7 viết 7. Như vậy kết quả bằng 7.724. Sang phép tính tiếp theo là 7.331 cộng với 759 bằng bao nhiêu? Ở đây các em cộng từ phải sang trái. Đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 là 9, viết 9. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 là 8, viết 8. Như vậy kết quả bằng 8090. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2, đặt tính rồi tính. Đầu tiên các em thực hiện phép tính thứ nhất là 6823 cộng với 2459 bằng bao nhiêu? Các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Đặt tính đúng tức là các em đặt phép tính theo hàng cột. Số hạng thứ hai ở dưới số hạng thứ nhất. Sao cho các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng phải thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị hàng chục thẳng cột với hàng chục hàng trăm thẳng cột với hàng trăm và hàng nghìn thẳng cột với hàng nghìn bây giờ các em cộng từ bên phải sang bên trái tức là đầu tiên các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị trước ở hàng đơn vị 3 cộng 9 bằng 12 viết 2 như 1 2 cộng 5 bằng 7 thêm 1 là 8 viết 8 8 cộng 4 bằng 12 viết 2 như 1 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 là 9, viết 9. Như vậy kết quả bằng 9282. Sang phép tính thứ hai là 4648 cộng với 637 bằng bao nhiêu? Các em đặt tính, nhớ đặt tính sao cho đúng. Các em đặt tính. Phải lưu ý các chữ số thuộc hàng đơn vị là 8 và 7 thẳng cột với nhau. Các chữ số thuộc hàng chục là 4 và 3 thẳng cột với nhau. Các chữ số hàng trăm là 6 và 6 thẳng cột với nhau. Ở đây số hạng thứ hai là 637, không có chữ số ở hàng nghìn. Bây giờ các em cộng từ phải sang trái. Đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 là 8, viết 8. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 thêm 1 là 5, viết 5. Như vậy kết quả của phép tính bằng 5285. Sang phép tính tiếp theo là 9182 cộng với 618. Ở đây, kèm cũng cộng từ bên phải sang bên trái. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 6 bằng 7, thêm 1 là 8, viết 8. 9 các em hạ xuống. Như vậy kết quả bằng 9800. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người, hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người? Đầu tiên các em tóm tắt nội dung của bài toán. Thôn Đoài có 2573 người. Thôn Đông có 2.719 người. Như vậy cả hai thôn này có tất cả là bao nhiêu người? Cả hai thôn thì các em lấy số người của mỗi thôn các em cộng với nhau. Các em lấy số người của thôn Đoài cộng với số người của thôn Đông, tức là các em lấy 2.573 cộng với 2.719 thì các em tìm được đáp số của bài toán. Như vậy các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Cả hai thôn có số người là các em lấy số người của thôn đoài là 2573 Cộng với số người của thôn đông là 2719 Rồi bây giờ đến đây các em có thể bấm tạm dừng video để thực hiện phép tính này Ra giấy nháp. Sau khi được kết quả các em sẽ bật tiếp tục để theo dõi kết quả của các em Với kết quả của trên màn hình Xem kết quả của mình làm có đúng hay không Rồi bây giờ mời các em xem kết quả 2573 cộng với 2.719 bằng 5.292 người. Nếu em nào đúng thì em comment ở bên dưới video nhá. Rồi bây giờ ở đây chúng ta có đáp số là 5.292 người. Tiếp tục mời em sang bài tập số 4. Xác định trung điểm MNPQ của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau. mời các em xem hình vẽ. Chúng ta có hình chữ nhật ABCD. Ở đây người ta đã chia cái hình chữ nhật này thành các ô vuông bằng nhau để cho các em dễ xác định trung điểm của đoạn thẳng. Đầu tiên các em xác định trung điểm M của cạnh AB trung điểm M của cạnh AB. Muốn xác định trung điểm M của cạnh AB thì các em phải xác định được chiều dài của cạnh AB bằng bao nhiêu. Sau đó các em lấy chiều dài đó các em chia cho 2. Ở đây chiều dài của cạnh AB là 1 2 3 4 5 6 6 ô vuông. Các em lấy 6 ô vuông các em chia cho 2 thì bằng 3 ô vuông. Như vậy để xác định trung điểm M của cạnh AB thì bắt đầu từ A các em đếm 3 ô vuông 1 2 3 thì đây chính là trung điểm M của cạnh AB tiếp theo các em xác định trung điểm N của cạnh BC ở đây cạnh BC có độ dài là 1 2 3 4 4 ô vuông như vậy các em lấy 4 ô vuông các em chia cho 2 thì bằng 2 ô vuông bắt đầu từ điểm B các em đếm 2 ô vuông 1 2 thì đây chính là trung điểm N của cạnh BC. Bằng cách làm tương tự, các em xác định được trung điểm P của cạnh DC. Và trung điểm Q của cạnh AD. Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Ở đây, các em đặt tên cái điểm cắt nhau của hai đoạn thẳng AC và BD là điểm điểm O. AC và BD bằng nhau Tức là ta có AC bằng BD Và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó Tức là O vừa là trung điểm của AC Và O cũng vừa là trung điểm của BD Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau Thì đầu tiên kem ghi tên các đoạn thẳng Chính là cạnh của hình chữ nhật trước Thì hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau tức là ta có ab đối diện với dc ab bằng dc ab bằng dc đây chính là chiều dài của hình chữ nhật tiếp theo cặp cạnh đối diện ad bằng bc đây chính là chiều rộng của hình chữ nhật tiếp tục ta có hai đường chéo ac bằng bd ac bằng bd tiếp theo do M là trung điểm của cạnh AB cho nên AM bằng MB. Tương tự P là trung điểm của cạnh DC cho nên DP bằng PC. Ở đây các em nhận thấy hai cạnh AB và DC bằng nhau. Mà các đoạn thẳng nhỏ AM, MB bằng nửa độ dài của cạnh AB. DP, PC cũng bằng nửa độ dài của cạnh DC mà hai cạnh AB và DC bằng nhau, cho nên bốn đoạn thẳng nhỏ này có độ dài bằng nhau AM bằng MB và đồng thời bằng DP là bằng PC. Tiếp theo, do N là trung điểm của cạnh BC, cho nên BN bằng NC. Q là trung điểm của cạnh AD, cho nên AQ bằng QD và ở đây hai cạnh đối diện AD bằng BC. Mà ở đây mỗi đoạn thẳng nhỏ AQQD bằng nửa độ dài của cạnh AD, BNNC bằng nửa độ dài của cạnh BC. Mà hai cạnh đối diện này bằng nhau, cho nên bốn đoạn thẳng nhỏ này có độ dài bằng nhau, tức là BN bằng NC, AQ bằng QD. Tiếp tục AC bằng BD và AC cắt BD tại điểm O. Điểm O này là trung điểm của mỗi đoạn thẳng, tức là O vừa là trung điểm của BD và O cũng là trung điểm của AC. Cho nên ta có AO bằng OC, đồng thời bằng BO và bằng OD. Hai đường chéo này có độ dài bằng nhau và mỗi đoạn thẳng nhỏ này AOOC bằng nửa AC. DOOB cũng bằng nửa DB. Hai đường chéo bằng nhau cho nên bốn đoạn thẳng nhỏ này có độ dài bằng nhau. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 3. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.